Thảo Vi xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ cập nhật ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Đài Sơn Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vi xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Thưa quý vị, Washington từng bí mật cung cấp hỏa tiễn Atacms tầm xa cho Kyiv. Loại vũ khí này đã được quân đội Ukraine sử dụng hai lần quan chức Mỹ giấu tên ngày 24 tháng 4 tiết lộ hỏa tiễn đạn đạo Atacms với tầm bắn 300 km nằm trong gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine trị giá 300 triệu đô la được Tổng thống Joe Biden phê duyệt hồi tháng trước. Ông chủ tòa Bạch Ốc yêu cầu bí mật bổ sung hỏa tiễn vào gói viện trợ nhằm bảo đảm an ninh tác chiến và yếu tố bất ngờ cho Kiev, người này cho hay. Quan chức Mỹ không tiết lộ số lượng hỏa tiễn ATAC-MS được cung cấp trong đợt này. Quân đội Ukraine lần đầu sử dụng hỏa tiễn mới trong đoàn tập kích sân bay Dezhenkoi trên bán đảo Crimea rạng sáng 17 tháng 4, cùng một cuộc tấn công ban đêm nhằm vào mục tiêu Nga ở mặt trận Tây Nam Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan sau đó xác nhận số lượng đáng kể hỏa tiễn loại này đã được chuyển đến Ukraine, nhưng cảnh báo không vũ khí nào có thể trở thành viên đạn bạc đủ sức thay đổi cục diện chiến sự. nguồn viên Bộ Ngoại giao Mỹ về Biden Patel nói rằng lô hỏa tiễn Atragames tầm xa được chuyển đến Ukraine trong tháng 4. Giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin. Mỹ hồi tháng 9 năm 2023 bắt đầu chuyển giao biến thể M39 Block 1 của hỏa tiễn Atragames cho Ukraine phiên bản này có tầm bắn khoảng 165 km, nặng 2 tấn, mang đầu đạn chùm chứa 950 quả đạn con M74, được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, có thể triển khai từ nhiều bệ phóng như pháo phản lực HIMARS và MLRS M270 trong biên chế quân đội Ukraine. Hệ thống dẫn đường quán tính và không có thiết bị định vị vệ tinh khiến M-39 miễn nhiễm với các biện pháp áp chế điện tử do lực lượng Nga tiến hành, vốn từng khiến bom dẫn đường j và rocket Hai Ma của Ukraine đánh trượt mục tiêu. Giới chức và chỉ huy quân đội Ukraine từng nhiều lần kêu gọi Mỹ viện trợ phiên bản M39A1 Block 1 có tầm bắn 300 km để tập kích các mục tiêu của Nga nằm cách xa tiền tuyến. Biến thể này sử dụng đầu đạn chùm chứa 300 đạn con M74 và chỉ nặng bằng 1 phần 3 so với đầu đạn của M39 Block 1, đồng thời bổ sung hệ thống định vị vệ tinh để tăng độ chính xác. Ngũ giác đài ban đầu từ chối chuyển mẫu ATACMS tầm bắn 300 km do lo ngại Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga làm leo thang chiến sự và dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Moscow và Washington, cũng như ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Quan chức Mỹ giấu tên nói rằng quyết định viện trợ được đưa ra sau khi Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Triều Tiên hồi cuối năm 2023 và mở chiến dịch tập kết hạ tầng thiết yếu của Ukraine. Quân đội Mỹ cuối tháng 1 cũng tìm ra phương án bảo đảm khả năng chiến đấu, giúp chính quyền Biden thúc đẩy nỗ lực cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Ông chủ tòa Bạch Úc giữa tháng 2 phê duyệt đề xuất chuyển hỏa tiễn Attack MS tầm xa sau cuộc họp với các cố vấn và quan chức cấp cao. Vấn đề khi đó là tìm ra nguồn tiền cho loạt hỏa tiễn trong bối cảnh quân đội Mỹ đã dùng hết ngân sách viện trợ và quốc hội chưa thông qua khoản chi tiêu mới. Cơ hội xuất hiện đầu tháng 3 khi giới chức quốc phòng Mỹ thông báo tiết kiệm được nhiều khoản mua sắm của ngũ giác đài và để ra được 300 triệu đô la. Thưa quý vị, trong tuần này, Mỹ và Anh đều thông qua gói viện trợ lớn cho Ukraine sau nhiều tháng bị đình trệ. Sự hỗ trợ này được cho là sẽ thúc đẩy kế hoạch phản công của Kiev. Trước chuyến thăm Ba Lan ngày 23 tháng 4 nhằm thảo luận về an ninh châu Âu cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố gói viện trợ mới trị giá 500 triệu bảng, khoảng 618 triệu đô la dành cho Ukraine. Với gói này, tổng viện trợ của Anh dành cho Ukraine trong năm tài chính này đã tăng lên mức 3,71 tỷ đô la. Theo thông tin từ văn phòng Thủ tướng Anh, khoản viện trợ mới nhất sẽ được sử dụng để kịp thời bổ sung đạn dược, hệ thống phòng không, máy bay không người lái và hỗ trợ kỹ thuật. Ngoài ra, các UAV sẽ được mua ở Anh, tức số tiền này sẽ hỗ trợ mở rộng quy mô chuỗi cung ứng của phòng trong nước. Danh sách các thiết bị nằm trong gói viện trợ lần này của Anh bao gồm 60 tàu thuyền như tàu đột kích xa bờ, tàu lặn, hơn 1.600 hỏa tiễn tấn công và phòng không, trong đó có hỏa tiễn Storm Shadow, 4 triệu viên đạn. Ngoài ra, gói viện trợ này còn bao gồm 160 xe hút ski, 162 xe bọc thép và 78 xe địa hình. Hỏa tiễn dẫn đường chính xác tầm xa Storm Shadow từng chứng tỏ hiệu quả trong các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào hạm đội biển đen của Nga. Bên cạnh đó, 4 triệu viên đạn cùng hàng loạt vũ khí hạng nhẹ cũng là những vật phẩm quan trọng đối với lực lượng Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Kranzak tuyên bố gói viện trợ quân sự kỷ lục này sẽ giúp Ukraine giành chiến thắng và khôi phục nền hòa bình, ổn định ở châu Âu. Ông Sáp khẳng định, Anh là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo Enlo, xe tăng hiện đại và giờ là hỏa tiễn tầm xa. Chúng tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa. Gói viện trợ trên được Anh đưa ra ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ quân sự trị giá gần 61 tỷ đô la cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden ngày 24 tháng 4 đã ký thông qua dự luật. Chủ nhân tòa Bạch Ốc tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu chuyển viện trợ cho Ukraine sau vài giờ nữa. Ông nói thêm, những vũ khí sẽ được ưu tiên bằng giao cho Ukraine ngay lập tức gồm các loại đạn phòng không, pháo cho hệ thống hỏa tiễn và xe bọc thép. Ông cho biết nguồn cung sẽ đến từ kho dự trữ của Mỹ và sẽ được bổ sung bằng các sản phẩm do các công ty Mỹ sản xuất. Ngũ Giác Đài hôm qua đã công bố chi tiết gói viện trợ gồm đạn pháo 155 ly, 100 105 5 ly cũng như đạn súng cối 60 ly, đạn cho bệ phóng hỏa tiễn đa nòng Haymat, các bệ phóng chống tăng vắt vai và đạn vũ khí nhỏ. Gói này cũng cung cấp khả năng phòng không, cụ thể là hỏa tiễn Stinger vắt vai, hỏa tiễn phòng không Brim 7 C Sparrow phóng từ tàu và hỏa tiễn phòng không AIM 9M Sidewinder phóng từ trên không. Ukraine chuẩn bị nhận một số lượng chưa xác định các xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe hung vi và xe bọc thép kháng mìn MRAP. Hệ thống hỏa tiễn Atacames cùng các xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ được đánh giá là mang tính trọng yếu đối với Kyiv. Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ, Washington đã bí mật cấp Atacames cho Ukraine từ tháng 3. Đây là dòng vũ khí có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 460 km. Gói viện trợ được cho là cũng bao gồm những vũ khí đạn dược để chuẩn bị cho việc phương Tây cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine như đạn dược trên không có độ chính xác cao, thiết bị hỗ trợ sân bay. Mỹ đến nay từ chối trực tiếp cung cấp F-16 cho Ukraine, song đã bật đèn xanh cho phép các đồng minh chuyển lại máy bay này cho Kyiv. Chuyên gia phân tích người Ukraine, ông Viktor Kovalenko cho biết, với việc phương Tây đang tăng cường hỗ trợ lực lượng Kyiv, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine cần bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cuộc phản công và giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ của họ. Thưa quý vị, một lỗ hổng lớn của Ukraine trên chiến trường đã giúp Nga tiến sâu và chiếm được làng Ocheretino. Theo đó, Lữ đoàn 115 Ukraine không đến thế chỗ đơn vị bạn theo kế hoạch, giúp quân đội Nga nhanh chóng chiếm làng Ocheretino và suýt xuyên thủng phòng tuyến. Vladimir Rogov, quan chức tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm ngày 23 tháng 4 thông báo các đơn vị Ukraine đã bỏ trận địa và rút khỏi làng Ocheretino ở tây bắc Ajivka, tạo điều kiện cho binh sĩ Nga thuận lợi tiến vào và thượng cờ ở trung tâm làng. Truyền thông phương Tây cho rằng làng Ocheretino không phải là địa điểm có giá trị chiến lược, nhưng vẫn là mục tiêu quân sự đáng giá nhờ chênh lệch độ cao so với các vùng đất xung quanh. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự Nga đánh giá Ocheretino là vị trí then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở tây bắc Ajivka, thành trì quan trọng mà Moscow giành được từ tay Kiev hồi tháng 2. Tầm quan trọng của Ocheretino khiến Kiev quyết định triển khai một phần lữ đoàn cơ giới số 47, đơn vị được mệnh danh là nắm đấm thép của quân đội Ukraine, trấn giữ khu vực này để củng cố phòng tuyến và ngăn đà tiến của lực lượng Nga về phía Tây. Lữ đoàn 47 từng đảm nhận mũi phản công chủ lực ở tỉnh Zaporizhia từ đầu tháng 6 năm 2023, nhưng hứng chịu tổn thất nặng nề và nhiều lần xảy ra lục đục nội bộ trước khi được điều động đến phòng thủ Ajivka hồi cuối năm ngoái. Đơn vị này đã tham chiến gần một năm liên tục mà không được lui về hậu phương nghỉ ngơi. Phần lớn binh sĩ lữ đoàn đều tỏ ra mệt mỏi, trong khi số lượng xe tăng Abrams và thiết giáp Bradley trong biên chế cũng suy giảm nghiêm trọng do thiệt hại trên chiến trường. Các sĩ quan lữ đoàn 47 yêu cầu cấp trên cho rút lui để nghỉ ngơi và củng cố đội hình. Sau khi xem xét, Bộ Quốc phòng Ukraine phê chuẩn đề xuất này và dự kiến điều lữ đoàn cơ giới số 115 tới thế chỗ lữ đoàn 47 ở tiền tuyến Tây Bắc Ajivka từ giữa tháng 4. Tuy nhiên, khi thời gian thay quân theo kế hoạch đã đến, các binh sĩ lữ đoàn 47 rút lui, nhưng lữ đoàn 115 không tới nhận vị trí phòng thủ như hiệp đồng. Một số đơn vị của họ đã tháo chạy. Mikola Melnik, đại đội trưởng thiện chiến của Lữ đoàn 47, tỏ ra bức xúc về hành động của Lữ đoàn 115. Hành động của Lữ đoàn 115 tạo ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến của Ukraine. Lực lượng Nga dường như đã phát hiện các vị trí bỏ trống tại Orechetino và quyết định mở mũi tiến công chớp nhoáng nhằm vào ngôi làng. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 Nga lập tức di chuyển dọc tuyến đường sắt từ Tây Ajivka đến Ocheretino. Dự án dữ liệu tình báo nguồn mở Deep State UA của Ukraine đánh giá rằng các đơn vị Nga đã tiến quân dọc tuyến đường sắt với tốc độ khoảng 1 km mỗi ngày và kiểm soát gần nửa làng Ocheretino vào ngày 22 tháng 4, một tuần sau khi mở mũi tiến công tại đây. Hình ảnh trên bản đồ giống như lưỡi dao dài 8 km xuyên thẳng vào phòng tuyến Ukraine, trong đó mũi dao nằm ở giữa làng Ocheretino, Kê búp David S. của Forbes nhận xét. Lý do duy nhất ngăn Nga đẩy mạnh mũi tấn công về phía Tây là lửa đoàn 47 Ukraine quay lại cầm chân đối phương sau khi nhận ra sai lầm trong hiệp đồng giữa hai đơn vị. Chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu, Melnik nói. Sau khi giành được chỗ đứng tại làng Ocheretino, lực lượng Nga đang tìm cách mở rộng vùng kiểm soát và bảo vệ tuyến hậu cần một số tài khoản ủng hộ quân đội ukraine thừa nhận các đơn vị nga đã tiến vào và giành được một phần làng novo ở phía nam ocheretino ukraine tránh được thảm họa vào lúc này nhưng giao tranh chưa có dấu hiệu chấm dứt nga có thể tiếp tục tiến công nếu chuyển thêm được quân dự bị tới đây ex cảnh báo Igor Kimakovsky, cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk TPR do Nga bổ nhiệm nói rằng binh sĩ Ukraine cố gắng tái chiếm làng Ocheretino trong đêm 22 tháng 4 nhưng không đạt kết quả nào và bị tổn thất ít nhất 3 trung đội. Đây không phải là lần đầu quân đội Ukraine chứng kiến tình trạng một lữ đoàn từ chối chiến đấu hoặc tự ý bỏ trận địa trong vài tuần qua. Điều mà một số chuyên gia cảnh báo là vấn đề mang tính hệ thống và có thể dẫn tới hiệu ứng dây chuyền làm sụp đổ tiền tuyến. Lữ đoàn cơ giới số 67, đơn vị phụ trách hướng dễ bị tổn thương nhất ở thành trì Trasevya, cũng bị nghi rút lui khỏi tiền tuyến và mở đường cho lực lượng Nga tiếp cận ngoại ô thành phố hồi đầu tháng 4. Tình hình lục đục nội bộ tại Lữ đoàn 67 khiến Bộ Quốc phòng Ukraine quyết định giải thể đơn vị có nồng cốt là các thành viên nhóm cực hữu Right Sector. Lục quân Ukraine có khoảng 100 lữ đoàn chiến đấu, nhưng phần lớn đã kiệt sức sau thời gian tham chiến kéo dài. Đây không phải là lúc để kỳ íp để mất hai lữ đoàn, đồng thời kéo chặn quá mức những đơn vị tinh nhuệ nhất như lữ đoàn 47. Hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài sẽ vô nghĩa nếu Ukraine không có các binh sĩ sung sức và duy trì sĩ khí cao, S cảnh báo. Chuyển sang một diễn biến khác thưa quý vị, hãng tin RIA Novosti trích dẫn tuyên bố của bà Zakharova cáo buộc rằng NATO đang tích cực truyền bá những lời bịa đặt về kế hoạch của Nga nhằm tấn công các quốc gia thành viên của khối và các cuộc tập trận quân sự sắp tới của liên minh bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 ở Phần Lan là khiêu khích và hung hăng. Lực lượng vũ trang Ukraine trước đó xác nhận nước này sẽ tổ chức một loạt cuộc tập trận với quân đội NATO từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6, trong đó có một số cuộc tập trận diễn ra gần biên giới Nga. Về phần mình, để đáp lại các động thái của NATO, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Moscow đã chuyển các hệ thống hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới biên giới Phần Lan. Động thái này được cho là lời đe dọa mới nhất từ Điện Kremlin về khả năng sử dụng các vũ khí như vậy để chống lại phương Tây. Truyền thông Nga đưa tin, Lữ đoàn Hỏa tiễn mới thành lập Quân khu Leningrad đã được tăng cường hệ thống hỏa tiễn Iskander M. Theo tờ báo Izvestia của Nga, các hỏa tiễn này có thể bắn cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn hạt nhân và đã được chuyển đến Cộng hòa Karelia giáp biên giới Phần Lan. Đô đốc Vladimir Valiev, cựu chỉ huy hạm đội Baltic bình luận rằng Việc di chuyển các hệ thống hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đến khu vực biên giới là một phản ứng kịp thời và đầy đủ của Moscow đối với việc Phần Lan gia nhập NATO. Ông Dmitry Botenko, nhà sử học quân sự Nga kiêm nhà báo tại Izvestia cho biết: "Bây giờ chúng ta cần để mắt đến người Phần Lan. Phần Lan quốc gia có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga đã chính thức gia nhập Liên minh Quân sự NATO vào tháng 4 năm ngoái sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine." chuyển sang những diễn biến ở chiến trường trung đông bộ trưởng quốc phòng israel tuyên bố trao Lviv đã hạ một nửa số chỉ huy của hezbollah ở miền nam liban trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới bộ trưởng quốc phòng israel Yav galen hôm nay tới thăm bộ tư lệnh miền bắc của lực lượng phòng vệ israel đơn vị chịu trách nhiệm tác chiến ở khu vực biên giới liban và Syria tại thành phố sef ông họp cùng người đứng đầu bộ tư lệnh miền bắc thiếu tướng ori kader cùng các sĩ quan cấp cao để đánh giá tình hình một nửa số chỉ huy Hezbollah ở miền Nam Liban đã bị hạ, nửa còn lại đang lẫn trốn và phải bỏ lại miền Nam Liban để IDF hoạt động, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay. Ông cho biết, mục tiêu chính của Israel ở miền Bắc là đưa hàng chục ngàn người Israel di tản trở về nhà, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này và Hezbollah diễn ra hàng ngày. Giai đoạn tới sẽ mang tính quyết định về vấn đề này, ông nhấn mạnh. Hezbollah hiện chưa phản hồi thông tin trên. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah diễn ra gần như hàng ngày từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023. Hezbollah tuyên bố hành động để ủng hộ lực lượng Hamas, đồng minh của nhóm trong trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn nhằm chống lại Tel Aviv và phương Tây. Đụng độ giữa hai bên đã khiến 380 người thiệt mạng tại Liban, trong đó có ít nhất 72 dân thường. Israel cho biết 11 binh sĩ nước này và 8 dân thường đã chết sau các cuộc tập kích của nhóm vũ trang. Hezbollah ngày 23 tháng 4 thông báo đã tiến hành cuộc tấn công hiệp đồng bằng máy bay không người lái tự sát và mồi nhữ nhằm vào hai căn cứ quân sự của Israel ở phía bắc thành phố AC IDF sau đó tuyên bố đã hạ ba drone ở vùng biển ngoài khơi thành phố, không cơ sở nào của lực lượng này bị đánh trúng. Đây là đoạn tập kích sâu nhất của Hezbollah vào lãnh thổ Israel kể từ sau khi chiến sự ở giải Gaza bùng phát tháng 10 năm ngoái. Cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả vụ Israel hạ sát một tay súng của nhóm. Trong khi đó, lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các tàu Mỹ và Israel, trong khi Washington thông báo chặn hỏa tiễn đạn đạo và UAV phóng từ Yemen. Chúng tôi đã tiến hành chiến dịch nhằm vào tàu MSC Veracruz của Israel ở Vịnh Aden. Tàu hàng Mesker Yorktown cùng một tàu chiến Mỹ cũng bị tập kích bằng hỏa tiễn diệt hạm và máy bay không người lái. Chiến dịch đã hoàn thành mục tiêu đề ra, Yahya Sari, phó ngôn viên nhóm vũ trang Houthi ở Yemen cho biết hôm nay. Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông thông báo tàu chiến liên quan đã đánh chặn một hỏa tiễn đạn đạo diệt hạm trên vịnh Aden, thêm rằng quả đạn được phóng từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Hỏa tiễn đạn đạo nhiều khả năng đã nhằm vào tàu hàng MV Yorktown treo cờ Mỹ và thuộc sở hữu của doanh nghiệp Mỹ. Thị thủ đoàn trên tàu gồm 18 người Mỹ và 4 công dân Hy Lạp. Các chiến hạm và tàu hàng đều không ghi nhận thương vong hay thiệt hại, cơ quan này cho hay. Sancom cùng ngày thông báo bắn hạ thành công 4 UAV trên vùng trời khu vực do Houthi kiểm soát. Nhấn mạnh hỏa tiễn đạn đạo diệt hạm và UAV của lực lượng này là mối đe dọa cận kề với lực lượng Mỹ và tàu thương mại trong khu vực. Lực lượng Houthi liên tục phóng hỏa tiễn UAV tập kích tàu hàng, tàu chiến ở Biển Đỏ và Vịnh Aden từ tháng 11 năm 2023 nhằm thể hiện đoàn kết với người dân Palestine sau khi Israel đưa quân vào giải Gaza để xóa sổ tận gốc rễ nhóm vũ trang Hamas. Từ giữa tháng 1, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã nhiều lần tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả các vụ tập kích của nhóm cũng như ngăn lực lượng này tiếp tục nhắm mục tiêu vào tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự đã đặt dấu hỏi với hiệu quả và khả năng duy trì chiến dịch của Mỹ, nhất là khi chưa có dấu hiệu nào cho thấy Houthi sẽ từ bỏ những cuộc tập kích trên biển Đỏ. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.